Thưa quý thính giả, trong kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi đã đề cập tới những tình khúc tiêu biểu sáng tác trước năm 1954 của các nhạc sĩ miền Bắc sau này di cư vào Nam như Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích, vân vân. Tuần này chúng tôi xin nói về các nhạc sĩ ở miền Trung. Nhạc sĩ đầu tiên phải nhắc tới là Văn Giảng, một trong những tên tuổi hàng đầu của nền tân nhạc đất Thần Kinh, cùng với những Nguyễn Văn Thương, Ngô Ganh, Nguyễn Hữu Ba, Châu Kỳ, Ưng Lang, vân vân. Tên thật là Ngô Văn Giảng, sinh năm 1924 tại cố đô Huế. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ có trình độ nhạc lý cao nhất của Việt Nam, từng tu nghiệp tại Nhạc viện Hạ Uy Di, Hoa Kỳ và giữ chức giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Huế, rồi giáo sư Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Văn Giảng tham gia sinh hoạt âm nhạc rất sớm, nhưng sự nghiệp tình ca tương đối đến muộn hơn các nhạc sĩ cùng thời, vì cuộc hành trình âm nhạc của ông được phân định từng bước rõ rệt. Theo hồi ký nhạc tiền chiến của nhạc sĩ Lê Thương, sinh hoạt đầu tiên của Văn Giảng là tham gia hòa nhạc với các nhạc sĩ bạn Nguyễn Văn Thương, Lê Quang Nhạc vào khoảng năm 1942-43, khi ông mới 18-19 tuổi. Sau đó, vào năm 1944, Nối gót Thẩm Oánh, tác giả bài A Di Đà Phật ở ngoài Bắc, Văn Giảng đã cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba khởi xướng và phát triển nền Phật nhạc tại cố đô Huế. Những sáng tác về tôn giáo của ông được ký dưới bút hiệu Nguyên Thông, còn bút hiệu Văn Giảng thì dành cho những bản hùng ca thúc giục lòng ái quốc hoặc viết về quê hương như các bản Thúc Quân, Đêm Mê Linh, Nam Quan Hận Khúc, Xa Quê, vân vân. Có thể nói trong Ngô Văn Giảng có tới ba con người. Con người thứ nhất là một Văn Giảng đáng kính, người thầy tận tụy trong làng nhạc. Con người thứ hai là một Nguyên Thông đáng quý, với những dòng nhạc vương tỏa ánh đạo vàng. Thế còn con người thứ ba, xin thưa, đó chính là Thông Đạt đáng yêu của những tình khúc bất hủ. Ai có về bên sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm môi tư vương. Thank you.
1949 dưới bút hiệu Thông Đạt, cảm hứng nhân một lần đứng trên cầu Trường Tiền nhìn xuống dòng sông Hương hữu tình mà chạnh lòng nhớ cố nhân. Nguyên nhân nào đã khiến ông đổi tên sông Hương thành sông Tương? Có lẽ đa số quý thính giả cũng có thể đoán ra. Đó là do tích nàng Lương Y đời nhà Chu bên Trung Hoa gặp Lý Sinh nên duyên vợ chồng, nhưng rồi bị chia cách, nhớ thương sầu khổ. Nàng làm bài thơ có 4 câu kết như sau: Quân tại Tương Giang đầu, thiếp tại Tương Giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm Tương Giang thủy. Xin tạm dịch: chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, cùng uống nước sông Tương, nhớ nhau nhưng chẳng thấy. Do bài thơ này, về sau các thi văn nhân thường mượn hình ảnh sông Tương để diễn tả nỗi nhớ thương của trai gái yêu nhau mà bị xa cách. Chẳng hạn, thi hào Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều: sông Tương một dải nông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia. Ai về sông Tương của Thông Đạt đã trở thành một trong những tình khúc được yêu chuộng nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ông còn sáng tác một tình khúc nổi tiếng khác, đó là bản Đôi Mắt Huyền. Sau khi định cư tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi vào đầu thập niên 1980, nhạc sĩ Văn Giảng đã mở lớp dạy nhạc, tiếp tục đem hết khả năng và tâm huyết để truyền thụ cho các thế hệ mai sau. Nhạc sĩ nổi tiếng thứ hai của đất Thần Kinh trước năm 1954 là Châu Kỳ. Ông sinh năm 1923, tức là lớn hơn Văn Giảng một tuổi. Trong khi Văn Giảng sinh hoạt hòa nhạc trước khi bước sang lĩnh vực sáng tác, thì Châu Kỳ lại chọn nghiệp cầm ca. Ông đã từng hát cho Đài Phát Thanh Huế và thu một số đĩa nhạc, tuy nhiên đã không mấy thành công về mặt thương mại. Nhưng khi bước sang lĩnh vực sáng tác, ông đã nổi tiếng ngay, và các tình khúc của ông đã được người Hà Nội đặc biệt ưa chuộng. Ngày đó,
Tên tuổi của Kim Nga, một nữ ca sĩ trẻ đang lên và rất được ái mộ, đã gắn liền với bản khúc ly ca của Châu Kỳ. Sau năm 1954, Kim Nga ngưng tiếng hát. Nhưng hơn nửa thế kỷ sau, những người ngày ấy xa rời Hà Nội khi mới biết yêu, hẳn vẫn còn nhớ mãi tiếng hát của người nữ ca sĩ nổi tiếng một thời qua bản khúc ly ca. Nhưng sáng tác phổ biến nhất, được nhiều người ưa chuộng nhất của Châu Kỳ trước năm 1954 phải là bản Trở Về. Được ưa chuộng bởi nó có nhiều chất thơ, đầy nét lãng mạn, dung dị và dễ hát. Về nội dung, Trở Về là tiếng thở than cho quê hương điêu tàn, cho hạnh phúc nát tan, cho tình yêu chia cách và mong ước một ngày về. Ngày ấy, bản Trở Về không chỉ được hầu hết các ca sĩ ngoài Bắc như Quách Đàm, Thanh Hằng, Thanh Hiếu trình bày trên các đài phát thanh, mà còn được nhiều thí sinh chọn để hát trong các buổi tuyển lựa ca sĩ. Có lẽ không thua gì bản Bóng Chiều Xưa của Dương Tiểu Tước, từng được xem là bản tủ của các mầm non văn nghệ ở Hà Thành. Về đây nhìn mây nước bơ vơ, về đây nhìn cây lá xót xa, về đây mong tìm bóng chiều mơ, mong tìm mái tranh chờ, mong tìm thấy người xưa. Về đây buồn trong cánh chim bay, về đây buồn nghe gió heo quay, về đây đâu còn phút xuân vầy, đâu còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mây. Nơi xưa, hồi giờ đây nát tan.
âm nhạc của Châu Kỳ sẽ có được nối tiếp sau năm 1954. Tuy nhiên, chỉ nói về những ngày xưa cũ mà thôi, thì ngoài những sáng tác riêng, tên tuổi của ông còn được nhắc tới trong một tình khúc để đời khác. Đó là bản Mưa Rơi của Ưng Lang, một đồng hương Huế của Châu Kỳ. Bản này, Ưng Lang viết nhạc, Châu Kỳ đặt lời. Theo ký ức của một số người, ngày ấy, ở phía sau bản Mưa Rơi cho nhà xuất bản nhạc Tinh Hoa ấn hành lần thứ nhất, có liệt kê thêm 5-6 sáng tác khác của Ưng Lang, nhưng hầu như không thấy ai hát bao giờ. Rất có thể, ông đã không phổ biến, hoặc chỉ phổ biến hạn chế trong vòng thân quen. Vì thế, trong vị trí người thưởng ngoạn, chúng ta có thể liệt tên tuổi Ưng Lang vào hàng ngũ những nhạc sĩ đã chỉ một lần ôm đàn. Nói về số lượng, các nhạc sĩ xuất thân xứ Huế không thể sánh với các đồng nghiệp đất Thăng Long. Nhưng nói về chất lượng, hình như mỗi sáng tác của người đất Thần Kinh, từ Nguyễn Văn Thương, Văn Giảng tới Ưng Lang, Châu Kỳ và sau này là Trịnh Công Sơn, đều là những tác phẩm để đời. Nếu có người nói rằng bản Bướm Hoa của Nguyễn Văn Thương là bản nhạc hay nhất viết về hoa và bướm, thì cũng có thể nói bản Mưa Rơi của Ưng Lang và Châu Kỳ là một trong những ca khúc hay nhất viết về mưa. Nét nhạc dịu dàng, lời hát thiết tha, như thể hai tâm hồn mơ mộng, lãng mạn ấy đã thu cả trời đất vào lòng người. Sau năm 1975, Châu Kỳ và Ưng Lang lựa chọn ở lại. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy Châu Kỳ say khướt ở một quán cóc nào đó. Và khi say, ông thường chửi đủ thứ. Trong đó có những thứ cấm kỵ khiến ông bị bắt đi cải tạo mấy lần. Ưng Lang thì ngược lại. Dù tuổi đời đã 80 vẫn vui vẻ, trẻ trung. Chỉ những người thân thiết mới biết ông cố vui vẻ, trẻ trung để che giấu những nỗi buồn. Chịu đựng muôn nắng cay để sống nốt kiếp người. Cho nên, cũng khó lòng đoán biết giữa một Châu Kỳ say và một Ưng Lang tỉnh, ai buồn hơn ai.